Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục sinh tồn trong thế giới tận thế zombie ha. Hiện tại thì căn cứ của mình thất thủ thiệt rồi, lần này thật thất thủ thiệt. Đố á, nhúc lại. Nó vô cái phòng trưng bày giáp của mình, nó ẩn trọng luôn rồi. Khủng khiếp chưa. Chỗ ở mấy bác chân làng thì bây giờ tan hoang rồi, thất thủ rồi. Bây giờ mình chắc phải chuyển sang cái kế hoạch B thôi. Lúc đầu thì mình nghĩ sống dưới đất nó sẽ an toàn, nhưng mà nó chỉ an toàn tới lúc mà zombie chưa đột biến thôi. Bây giờ zombie đã đột biến rồi nên mình nghĩ mình sẽ di dời nơi ở lên trên bầu trời đi. Lên bầu trời thì nhiều khi mình còn phòng thủ được, còn cái này nó đột nhập mình khó mà lường được. Để chuẩn bị cho cái công cuộc xây dựng căn cứ trên bầu trời thì mình đang nấu những cái gạch đá nè. Để một xíu mình làm vật liệu xây dựng á. Bên cạnh đó thì mình sẽ sử dụng những cái Universal Block này. Tại vì cái này khá là hay á. Khi mà mình biến những cái block bình thường cho vô đây. Ồ, block này cho vô không được. Chẳng hạn như cục đá cuội đi, cho cục đá cuội vô đây. Thì cục đá cuội này sẽ trở nên không thể bị đập luôn. Nè, tương tự với zombie thì nó sẽ không đập được nhà mình. Làm căn cứ trên bầu trời mà dùng cái vật liệu này thì khá là ok đó. Chứ sống dưới lòng đất lâu quá cũng tù túng lắm rồi. Còn cái này thì mình cũng không biết sao đập nữa nè. Mình thử xong giờ mình hết biết cách đập rồi. Và để làm được nhiều cái block đó hơn thì mình sẽ cần có một cái cây xịn hơn á. Để mình làm một cây xịn cái đó. Hai cục kim cương, hai khối kim cương, hai khối than, hai redstone. Là mình sẽ làm được một cái cây giống như vậy nhưng mà phiên bản xịn hơn á. Ui giời. Ôi nó nổ kìa. Trời à. Rồi nó nổ banh cái cửa mình luôn rồi. Mèn đất ơi. Cả đống đồ mình nó văng ra luôn nè. Khốn kiếp thiệt chứ. Gặp mấy con zombie quậy không mà đó. Các bạn thấy rồi đấy, mình không làm gì nó mà nó cũng nổ banh nhà mình nữa. Wow, thật sự luôn. Nữa kìa, nó đập luôn các bạn, chế tạo mình rồi. Cậy đi. Né ra chỗ khác đi. Khốn kiếp. Có các bạn chế tạo mà cũng đập của người ta nữa. Khó chịu chưa. Rồi bây giờ mình đã có được một cái cây xịn rồi. Cái này thì nó sẽ có độ bền nhiều hơn á, nên mình tha hồ mà dùng luôn. Đá thì nấu cũng được khá là nhiều rồi nè. Thôi kệ, trước mắt mình làm đá trước đi cũng được. Đá nó cũng xem màu á. Còn mấy cái phiến này thì mình sẽ dùng để trang trí sao. Đây còn ít nữa nè. Làm tiếp. Cho vô. Rồi giờ thì bắt đầu vào công cuộc xây dựng thôi nè. Đi. Xây dựng thôi. Và cái căn cứ trên không đó mình sẽ xây ở phía trên của cái nhà mình luôn ha. Đây bay lên. Đây nó ngay trên đây. Mình đã làm sẵn một cái phần sàn nhỏ nhỏ rồi để mình có thể dễ dàng mà xây dựng hơn. Cái phần sàn này thì nó sẽ nằm ở trung tâm của cái căn cứ luôn ha. Đây. Giờ thì mình chỉ cần mở rộng ra thôi á. Đầu tiên thì mình sẽ đập cục này trước. Rồi. Mấy cái khác thì có thể đập ra rồi. Giờ thì bắt đầu xây thôi. Càng rộng càng tốt ha. Trước mắt là mình sẽ xây để đủ diện tích là một cái căn nhà trước. Tại vì mặc dù sống ở trên không nhưng mà ít ra cũng phải có nhà cửa các thứ chứ. Đó, xây bằng cái lớp này nó hơi kiểu tối tối lại xíu ha. Làm xong cái sàn rồi bây giờ mình nghĩ là ở trên đó nó sẽ có rất là nhiều quái ha. Thành thử ra giờ chúng ta sẽ làm những cái loại đuốc xịn hơn để cắm trên đó ha, cho chắc. Đầu tiên thì gỗ. Ui. Đây gỗ đây hết hồn, tưởng đâu nổ mất hết gỗ rồi chứ. Mình sẽ làm khá khá đuốc ha. Đây. Có đốt rồi, giờ thì mình lại cần kim cương. Không biết còn kim cương không nè. Ôi hình như mình hết kim cương rồi. Đừng nói gồi luôn, hết kim cương luôn. Cũng có hai viên kim cương à. Gỗ thì có gỗ nè. Đốt có đốt nè. Vàng, mình cần thêm vàng nữa. Rồi, và mình sẽ làm những cái phiên bản đuốc xịn sò hơn á. Đây, nó tên là Mega Torch. Những cái đuốc Mega. Đó, mình làm được con cây đốt à. Kệ con cây, cắm cây trước đi.
xíu đi kiếm kim cương rồi cắm tiếp thêm sao ha. Và cái phần sàn của mình nó cũng khá là dài rồi đó. Cái này là đủ chiều dài để mình xây một căn nhà nè. Nhiều khi làm được cái ruộng luôn á. Ôi trời 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 ơi. Mình nói có xài đâu. Có quái rồi. Mà là rất nhiều quái nữa. Ừ. Bây giờ thì mình sẽ thử luôn. Nếu mình bắn cái rocket hạt nhân này xuống thì có bể mấy block đá được đó không nha? Không bể. Nice. Nó hoàn toàn an toàn. Ôi Ripper. Cái gì? Con Ripper nó chơi tuyệt chiêu nhảy xuống dưới luôn rồi. Mình sẽ bắn thêm một đầu đạn xuống đây nữa. Nó tiêu diệt kha khá zombie rồi. Cắm cây đuốc vô giữa. Trời ơi cây đuốc nó bự bằng bắp giò mình á. Đúng là đuốc mega. Bắn thêm tầm 3-4 viên nữa thôi là có thể dọn hết quái trên đây rồi. Ui dạ, dạ. Một viên ở đây nữa. Đấy, dọn sạch sẽ luôn. Ồ, nhưng mà có vẻ một viên nó vẫn chưa đủ để phòng ngự trên này rồi. Những con quái nó vẫn còn xuất hiện, tức là ở đây còn thiếu ánh sáng á. Mà lợi cái là mình làm bằng mấy cái cục đá xịn này á thì mình sẽ không có sợ bị vỡ ha. Cũng khá là hay đó, nên giờ thì cứ từ từ mà thiết lập cái hệ thống an toàn trên này thôi. Mình nghĩ là bây giờ mình nên đi farm thêm kim cương ấy. Kiếm thêm kim cương để chúng ta làm những cái đốt xịn. Cắm hết trên cái phần sàn ở trên này là an toàn nhất nè. Chứ để như vậy quái nó spawn ra mình mất công mình dọn thôi chứ không gì hết đó. Hợp lý hợp lý. Đi. Tạm thời cho mấy con này sống nhờ trên đó một thời gian đó. Và cách nhanh nhất để mình tìm kim cương đó chính là loot trên những cái gọi là sao ta, những cái tòa tháp hư hư vỡ vỡ á, nó ưa có cà rốt vàng các thứ á. Mấy cái đó thì mình tìm khá là dễ á. Đây nè 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 nè, bên đây con Thái nè, mà không biết còn kim cương hay không thôi. Còn nè, gom gom liền. Bữa nay là ngày đi loot kim cương á. Loot một hồi hết thì mình sẽ đi xuống hang đào sao. Dễ mà. Đấy, cái này thì yên tâm, lúc nào cũng có kim cương cho mình đó. Bình thường mình gặp đúng nhiều luôn mà bữa nay đi tìm thì lại ít gặp nha. Lâu lâu mình mới gặp một cái nè. Bay có 5 phút mà loot thêm được có thêm 10 viên thôi. Gì thì không ổn, gì thì không ổn. Ôi nhưng mà tính ra cái này nó cũng đỡ hơn là mình đi tìm kim cương dưới hang nha. Nó thoải mái cho mình hơn. Chứ đi tìm dưới hang nó gì chứ áp lực lắm á. Không giỡn đâu. Ôi gặp làng rồi. Ôi cái làng này quen đó nha. Ô oh, mình nhớ rồi, đây là ngôi làng mà lúc trước mình dẫn mấy dân làng về nè. Ồ oh. Ê, ngôi làng vẫn còn dân làng. Còn hai bác nữa. Ui đây là hai ha, dân làng cuối cùng của ngôi làng này. Lần này thì khác lần trước rồi, mấy bác yên tâm. Tôi sẽ đưa mấy bác về nhà và bảo vệ. Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức. Ồ, tính ra lần trước mình cũng cố gắng hết sức mà bảo vệ không nổi á. Không biết lần này như thế nào đây. Ok, tới đâu tới. Phải dẫn dân làng vậy thôi. Tại vì mình sống một mình thì cũng buồn á. Ồ, ở đây thêm làng nữa nè. Làng này hơi bị đông luôn. Ê. Chạy đi mấy dân làng, nó đặt bom kìa. Chạy đi. Trời. Mẹ đứa ơi. Quá trời ơi. Chạy đi dân làng. Đúng là dân làng đần mà. Dân zombie tới nơi mà vẫn còn đứng yên. Sợ thiệt. Rồi zombie nó xâm chiếm khu vực này rồi. Không được, mình phải ra tay cứu giúp dân làng thôi. Chạy đi dân làng. Rồi dân làng bị ăn thịt rồi. Mình đã kêu chạy từ đầu rồi mà không nghe. Đúng là dân làng đần mà. Không được, không nên dùng bom hạt nhân. Ủa lụt đầu đạn hạt nhân. Không thôi dân làng cũng diệt vong theo á. Giờ mình cũng không còn súng nào mà tấn công nhanh hết. Khó rồi, trời sáng rồi, cố lên với mấy dân làng ơi. Rồi nó giết mấy dân làng nữa kìa. Dân làng không có chịu chạy gì trơn à, đứng yên không à.
cay ghê á. Phải chạy thì mình còn giúp được. Tình nước yên là chịu chọn thôi. Chạy đi. Ui. Thôi xong rồi. Mình khoan nhầm dân làng rồi. Ui sao ngày nào mình cũng cũng phải hạ sát một bác dân làng hết á. Hết hôm qua thì hết bắn nhầm, thì hôm nay hết tới khoan nhầm. Thật có lỗi quá đi. Mình sẽ chuộc lỗi bằng cách bảo vệ những bác còn lại ha. Đừng lo. Bé đừng lo. Dù không bảo vệ được nhiều lắm nhưng mà mình sẽ cố gắng bảo vệ được bác cuối cùng đây. No. Mình không bảo vệ được rồi. Đạn lạc, đạn lạc. No. Còn bé nào trong đây không? Còn đi mà. Vẫn còn. Mình vẫn bảo vệ được nha. Chỉ có điều nãy mình lỡ tay thôi. Lỡ tay thiệt, cái này mình không hề cố ý gì luôn á. Đạn lạc. Chúng hai bác đó, cái hai bác đó. Mất tiêu rồi. Tan biến rồi. Chứ bây giờ ở đây làng cũng áp lực lắm. Zombie nó xâm lược vậy thôi mình ha. Tiện bác ấy đi cho nó nhẹ nhàng thanh thản ha. Chứ để zombie cắn nên thành zombie dân làng lúc đó là mệt nữa. Mình chẳng qua muốn tốt cho dân làng thôi. Mấy bác cũng thông cảm nghe. Chứ cũng không có ý xấu gì đâu. Buồn ghê luôn á. Rồi đây có thêm kim cương nè. Lấy kim cương cho đỡ buồn coi. Thiệt luôn á, lâu lâu mình cứ bị lạc đạn. Lạc đạn kìa. Nhiều pha lạc đạn khó đỡ thiệt luôn á. Sao mà đỡ được. Rồi đi tiếp để tìm những cái tòa tháp cất kim cương nè. Mình được 25 viên rồi. Mà một cái cây đuốc này thì nó cần hai. À vậy là dư sức rồi. Ô mình quên mất, mình tưởng là nó cần khối kim cương chứ. Đây, mình sẽ làm thêm được 5 cây nữa. Wow. Giờ thì mình chuyển sang mình thiếu vàng chứ mình không thiếu kim cương. Ui được hết nhờ. Đây có vàng không? Thường thường công trình này sẽ có khối vàng á. Ờ bữa nay không có khối vàng rồi. Để bây giờ mình đi kiếm thêm vàng á đó. Ơ mà vàng hình như nhà mình còn, nhà mình còn. Đi về nhà luôn. Vậy là đủ rồi. 5 cây đuốc. Mình làm thêm tầm 5 cây nữa là cỡ 10 cây là cắm giáp trên cái phần sàn đó là vừa rồi đó. Hợp lý, hợp lý. Ý gà nè. Hôm qua tìm gà thì không thấy đâu. Hôm nay gặp gà là săn gà luôn. Hôm qua tìm không thấy đâu. Bữa nay không tìm thì nó lại xuất hiện cả đàn trước mặt mình vậy đó. Cay ghê. Đây đây đây, vàng mình còn nhiều lắm. Thoải mái, thoải mái. Giờ chỉ cần nén là thành khói vàng thôi. Như vậy. Rồi sau đó làm cái Mega Torch. Để được 7 cây luôn. Quá xịn. Tổng cộng là mình có được 12 cây đuốc mega rồi. Lên trển cắm cho nó đã luôn ha. Cắm kim này thì zombie đừng hòng mà xuất hiện nữa nha. Giờ tạm thời thì cái căn cứ này coi như là cái kho chứa của mình đi. Hôm nay thì mình sẽ gắng làm lại một căn nhà mới. Cũng như là dời một số đồ cần thiết lên trên thôi. Còn mấy cái đồ linh ta linh tinh thì mình sẽ dời từ từ lên sau ha. Ui nó cao tới mức mà mình dùng xét bắt. Mình bay lên cũng một lúc á. Cao thật sự luôn. Ui trên đây vẫn còn quái nè. Cày tê nhờ. Này thì quái nè. Này thì quái nè. Không sao mấy con này thì mình dọn nhanh mà. Cơm bữa, cơm bữa. Còn 3 con thôi. 2 con cuối cùng. Và con này nữa là xong. Đi, đi chỗ khác mà chơi. Rồi giờ thì mình sẽ gãi đuốc cho nó đều đều một xíu nha. Cái đuốc này thì nó có công dụng là ngăn chặn không cho quái spawn ra. Ủa đâu cái mega tot của mình rồi. Ồ hình như nãy mình dùng cái rocket nó bắn bể luôn rồi. Oh no. Mình sẽ cắm ở góc này một cây. Góc này một cây. Góc này thêm một cây. Như vậy là hàng ngang thì mình sẽ cần có 3 cây ha. Ok, ở giữa này mình cắm cho ngay hàng thẳng lối luôn. Đây một cây. Đây một cây. Đây thêm một cây nữa. Đủ không ta? Mình sợ thiếu đúng quá. Rồi tương tự thì mình sẽ cắm ở hàng này một cây nè. Đó. Bên đây nữa.
Nếu mà có thiếu thì chắc thiếu ở mấy cái góc thôi. Mình nghĩ vậy. Đây thêm một cây. Và bên đây nữa. Ui có vẻ đủ, có vẻ đủ. Vừa khít luôn á. Ồ, tuyệt vời quá, vậy thì tuyệt vời quá. Ngay đây, và ngay đây nữa là xong. Vừa đủ 12 cây luôn. Đó. Chỉ với 12 cây đốt này thôi, nhưng mà mình hy vọng rằng nó sẽ ngăn chặn zombie spawn ra. Ủa sao cái này lệch thế? Hình như cái này nó hơi lệch rồi. Đập ra giờ đâu anh đây? Ở đây mới đúng nè. Đó. Phải ngay hàng thẳng lối thì nhìn nó mới đẹp được. Cái đuốc này đập lắm lâu luôn á. Cái đuốc to khổng lồ mà. Nè, rồi bây giờ mới cưng zombie spawn hộ anh cái. Trời ơi. Quá là đã luôn á. Giờ thì để mình dọn mấy cái đống đồ mà zombie nó rơi ra nè. Bừa bộn quá. Dọn bớt nhìn cho nó sạch sạch xíu. Hôm qua mình có nói sau này mình sẽ làm thợ xây nhà bằng hắc diệm thạch á. Hôm nay làm liền. Mình sẽ làm hẳn một cái nhà hắc diệm thạch ở trên này ha. Lúc trước thì mình xây nhà nó theo chiều dọc rồi, chắc giờ mình sẽ xây theo chiều ngang đi. Tại vì cái phần sàn này mình nó làm chiều ngang hơi rộng á, nên chắc mình sẽ xây theo chiều ngang là nó hợp lý nhất á. Nhà mình sẽ đặt ở khu vực bên này nè. Rồi bắt đầu làm cột các thứ luôn. Trời ơi. Lần đầu làm nhà bằng hắc diệm thạch á nha. Không biết nó như thế nào đây. Cái này là vách tường. 1, 2, 3, 4, 5. Nhà cũng phải bự bự xíu nó mới đã. Rồi cái này đập ra nè, này đập sai nè. Bự thêm xíu nữa đi. 1, 2, 3, 4, 5. Nó như cái biệt thự luôn. Xây nhà bằng hắc diệm thạch mà nhà khổng lồ mới chịu. Sau đó thì ốp hắc diệm thạch vào để làm tường thôi. Wow. Nhìn cũng được á chứ. Cũng không đến nỗi tệ á. Cứ nghĩ là loại vật liệu này nhìn xây nó sẽ rất là thô sơ và xấu á, nhưng mà không. Lên vẫn rất là đẹp nha. Hơi bị nổi bật đây. Tại vì ít ai mà dùng hắc diệm thạch làm vật liệu xây dựng lắm. Chỉ có dân thứ dữ giống như mình thôi. Sợ zombie mới làm bằng cái nhà này thôi. Ok. Sợ thì sợ, nhưng mà miễn sao cái nhà này đẹp chứ an toàn là được rồi. Đúng không? Đó. Đẹp liền, đẹp liền. Chỉ là được bên hông rồi nè. Giờ mặt trước mình xây sao cho đẹp ta. Ừ, và sẵn tiện đêm nay là đêm trăng máu, mình sẽ test thử cái Mega Torch này. Nó có khắc chế được zombie spawn ra không nha. Mình làm hẳn những đuốc xịn đó mà nó spawn ra được thì hơi ảo đấy. Là hơi lừa đấy. Rồi, up tiếp phần tường qua đây. Như vậy thì sao nhờ? Mình nghĩ như vậy là thích hợp cho cái căn nhà hắc diệm thạch của mình rồi đó. Cổng vào thì mình sẽ làm cho nó bự một xíu ha. Còn đây là những cái cửa sổ. Ồ, tổng thể thì căn nhà khá là cân rồi đó nha. Hợp lý, hợp lý. Giờ thì triển khai thôi. Ốp thêm mấy cái hắc diệm thạch vào. Ở đây thì sẽ làm cái cửa sổ nhỏ ha. Đấy. Ui, hình như hơi cao thì phải. Ủa? Vừa rồi. Mình xây cái nhà này cũng được một lúc rồi. Mình chưa thấy zombie xuất hiện. Tức là hệ thống đuốc này nó đã giúp mình khắc chế được zombie spawn ra rồi. Mặc dù đây là block nguyên mà. An toàn rồi các bạn ơi. Thành công rồi. Ui mà chú biết nha. Lỡ 11 zombie đột biến rồi nó bay trên trời chết nữa. Tạm thời là an toàn rồi đó. Ổn. Giờ thì tiếp tục cái công việc xây nhà thôi. Mình xây xong cái tường rồi nè. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang xây mái ha. Còn mái nên làm bằng hắc diệm thạch luôn ta. Mà hắc diệm thạch nó không có block cầu thang. Trời ơi, nó mà có lốc cầu thang là mình làm cái phần máy bằng hắc diệm thạch luôn rồi đó. Chẳng qua là nó không có block cầu thang hắc diệm thạch thôi. Kệ, mình sẽ dùng gỗ đi ha, tại vì gỗ nó khá là dễ kiếm luôn á. Với lại làm gỗ thì nhìn phần máy nó sẽ nhìn tự nhiên hơn và đẹp hơn á. Tạm thời thì cái căn nhà mới của mình nó cũng sơ bộ hoàn thành rồi ha. Đấy, khá là ổn áp đó chứ. Trên này chắc mình sẽ up ống kính vô luôn cho nó đẹp. Rồi. Nhà cao cửa rộng, đúng kiểu cửa rộng luôn á. Này đi vô ra không sợ bị đụng ha. Đồ đạc chắc mình dời lên luôn đi nhờ. Mình dời mấy cái mái là chính à, chứ mấy cái đồ kia thì rương nữa. Chủ yếu là mình sẽ dời mái cũng như là rương lên đây để mình có thể bắt đầu làm việc ở trên này ha. Chứ mỗi lần làm việc đi xuống dưới rồi bay lên nó hơi mất thời gian á. 5 minutes later. Kích hoạt lên các thứ rồi coi. Rồi. Không có vấn đề gì xảy ra ha. Là ổn áp.
Và mình sẽ nối cái đầu dây này vô để có gì mình còn châm nhiên liệu vô nữa nè. Máy bên này thì cần phải có cái hit. À không, đâu rồi, đây, cái reaction chamber hit tray nè, mình sẽ gắn vô đây luôn ha. Đập ra cái nó rớt cái tùm lum hết trơn. Mọi thứ đều đã vô form hết rồi, ở map rồi ha. Giờ thì mình có thể lên đây để làm việc. Nhưng mà vấn đề tiếp theo là kho chứa. Mình không biết là mình có nên nâng cấp kho chứa luôn không ta. Vấn đề này thì thôi từ từ giải quyết đi. Hiện tại thì làm gì quá là tốn thời gian rồi. Quần quật cả ngày luôn á. Và các bạn cũng thấy rồi đó, căn cứ trên không của mình nó rất là an toàn luôn. Phải biết vậy là hồi xưa là mình lên trời mình ở là ngon rồi, khỏi phải di dời. Tại lúc đó thấy sống dưới lòng đất im quá, kỳ ơi, xây dựng hàng rào các thứ như đúng rồi ấy, giờ thì bị xâm chiếm rồi. Ừ, cái máy bay xe tăng mình cũng dời chảnh luôn. Sao mà quên được, chút xíu nữa là quên hai cái hàng khủng của mình rồi. Đó, bây giờ ở dưới zombie các thứ nó muốn tìm mình ha. Chỉ có nước là nó mọc cánh rồi nó bay lên thôi. Sao mà đỡ được mấy nhóc hả? Bây giờ mình hết cần ở dưới rồi. Bắn đầu đạn hạt nhân luôn. Bùm. Bánh xét chưa mấy cưng. Giờ là mình hết cần rồi. Nhưng mà căn cứ thì mình vẫn giữ nguyên nha. Đó là căn cứ cũ của mình, kỷ niệm của mình ở dưới, mình không thể bỏ được. Rồi, giờ thì mình chỉ cần trưng bày máy bay thôi. Đây, máy bay đặt ở góc này. Lên. Ê, ở đâu rồi? Ở đây đây, máy bay đây. Bị lắc. Không sao. Lắc thì đặt ra lại. Đó. Trước nhà đậu máy bay với xe tăng là thấy cũng thứ dữ rồi đó. Mặc dù chắc sắp tới mình phải trang trí lại cái bên trong quá. Nhất là phần sàn nè, phần sàn mình có thấy nhiều bạn góp ý là mình nên lót thảm á. Mình thấy cũng khá là hay. Lót thảm nhìn vừa sang mà vừa đẹp nữa. Hợp lý nè. Rồi từ từ mình sẽ làm gác các thứ ha. Quá là ok luôn. Còn giờ chắc mình sẽ đi tìm kiếm nguyên thêm nhiên vật liệu đi, để sắp tới mình còn nâng cấp kho chứa nữa. Giờ thì mình sẽ làm ra một cây cúp có cái dòng gia tài ha. Tại vì đi đào mà, đào kim cương là phải có gia tài. Ừ, có smelting nè, mình sẽ ép luôn. Smelting nó sẽ nung luôn các khoáng sản cho mình sau khi đào á. Mình thấy cái này khá là hay á, nên mình sẽ ép luôn cho cái cây cúp của mình. Ủa cái gì đấy? Ủa sao mình bị đói vậy? What? Khó hiểu thiệt. Rồi giờ thì đi đào thôi, kiếm một cái hang nào đó để đào thật là nhiều kim cương ha. Để coi bữa nay liệu rằng mình có thể kiếm được cỡ một stack kim cương không nha. Để về mình nâng cấp cái hệ thống kho chứa mình lên thành những cái rương kim cương. Tầm 5-6 cái rương thôi là chứa được rất là nhiều đồ rồi. Đi hồi mình lạc vô một cái công trình nè. Hợp lý vậy ta. Trong công trình này nó còn có một căn phòng bí mật nè. Hên là mình đào ra mình mới phát hiện á. Được vậy. Căn phòng bí mật nó có nguyên một cái logo bằng khói hắc nhiệm, khói ngọc lục bảo nè. Wow, mấy khói đây, 13 khói ngọc lục bảo. Một cái khoai tây nóng. Hot potato. Ồ, khoai tây này quýnh nhau được không? Wow. Khoai tây làm vũ khí được nè. Ui, con này hung vậy. Ui, gặp zombie hung dữ. Zombie hung dữ hả? Căng vậy. Một cái đĩa nhạc C418. Ui, zombie nó bắn tiếng súng ồn quá, không nghe được nhạc luôn á. Im lặng xíu cho người ta nghe nhạc nào. Một cái xẻng hiệu sức 5 luôn nha. Wow. Ok vậy, trong đây vô đây mình nhặt được hai món đồ đặc biệt ha. Một cái khoai tây nóng với một cái xẻng. Ui, đặt bom nữa. Khốn kiếp thật. Có vẻ công trình này khá là thú vị để mình khám phá đây. Gán tìm thêm vài căn phòng bí mật như vậy nữa là giàu luôn á các bạn ơi. Cỡ kìa. Ôi, đây rồi. Hợp lý. Một quặng kim cương đầu tiên. Và mình cũng có tìm ra thêm được một ít uranium á.
Đi tìm kim cương mà toàn gặp uranium không thì toan. Ủa đâu rồi? Ủa? À đây đây, nó cất xuống đây. Tìm kim cương mà toàn gặp uranium không mà. Wow thiệt á. Trời, sướng chưa, đào vàng là giờ là đào phát rồi, có phôi vàng luôn. Đã thiệt. Thiệt luôn á, nay tôi đi tìm kim cương chứ không phải tìm uranium, mai mới tìm. Mai mà tôi tìm không ra uranium là hết. Tới công chuyện đó nha. Bữa nay người ta đã nói là tìm kim cương rồi mà cứ cho uranium. Cây thì cơ. Ủa, có cái làm spawn. Ôi, Ripper. Làm gì Ripper chạy ghê á. Ui, thôi thôi thôi, ghê quá. Mình chưa làm gì luôn mà Ripper chạy lại nó nổ cái đồng. Nguy hiểm thiệt. Nữa nè. Bữa nay tính ra đi tìm kim cương luôn á. Thôi vô công trình luôn. Còn Ender lắm. Áo vàng lắm. Ui, ai da, ai da. Trời, Ripper nổ ghê vậy. Ui. Ai, đau. Coi trong công trình này có kim cương không? Đỡ phải đi đào. Có kim cương không? Giáp kim cương không mà, không có, chứ không. Ui. Những con Ripper nó cứ nổ như vậy thì. Ê kìa, có kim cương kìa. Buông ra mấy con nhỏ này. Cây thiệt. Nó gây ra hiệu ứng làm chậm rồi, nó còn văng tới nhỏ nữa rồi sao mà. Đi đây. Lượm kim cương. Hấm hiểm liền. Nhưng mà trong mấy cái rương còn lại thì không còn kim cương ha. Hết rồi. Thôi là mình trâu á nha. Chứ mình mà yếu yếu máu nãy giờ chắc nó nổ mấy pha gần gần đó. Chắc là nguyên sinh rồi đó. Thôi đi thôi đi thôi. Trước khi quá muộn. Những con nhỏ này các ngươi có tha cho ta hay không? Nó chơi quăng tơ nhện ghê thiệt. Ghét cái tuyệt chiêu quăng tơ nhện nó ghê á. Không chạy. Không thôi nó quăng tơ nhện tiếp đấy. Con nhện này nguy hiểm lắm. Mặc dù hôm nay không kiếm nổi một stack trong chuyến đi mai, nhưng mà đánh đổi lại thì mình có thêm khá những cái uranium rồi. Trong thời gian sắp tới thì những cái quặng uranium này chính là tiền đề để mình nâng cấp vũ khí thêm một lần nữa. Lần cuối này mình nghĩ sẽ là lần nâng cấp đầu tư nhất của mình, cũng là lần mạnh nhất ha. Hy vọng mình sẽ sớm làm được. Và trong tương lai thì mình sẽ trang trí nhanh cái ngôi nhà của mình thôi, để ngôi nhà của mình trở nên đẹp giống như ngôi nhà trước ha. Và dời cái hệ thống kho chứa lên đây nữa, để tiện cho công việc chế tạo của mình hơn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn tiếp theo của thế giới tận thế zombie ha. Hôm nay các bạn thấy cái căn cứ của mình nó an toàn chưa? Không có một con zombie xuất hiện lảng vảng luôn nhá. Hơi bị xịn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sinh tồn kế tiếp trong tận thế zombie nhé. Còn bây giờ thì bye bye.